Ở đây hả bác? Con đi đâu vậy? Dạ, trước này có bảy thẻ cho chạy vô không? Dạ, chắc không cần. Không cần hả? Bấm nó lên. Bấm nó lên. Không lên. Ồ, vậy bác quẹt thẻ vô. Cái thẻ đó đâu ta? Để đây thôi chứ. Kỳ vậy ta? Tôi không biết là để khỏi để bấm cao khỏi. Nó chỉ có cái này quá. Dạ. Tầng 4. Cái thẻ này lên con mắt của nó xong mình chậm tầng nhé. Chờ chầu á, mình chờ hoài không vô. Dạ. Thử thôi. Mình sợt xong rồi mình chọn tầng. Rồi sợt rồi. Rồi rồi ok. Ấy qua hả? Dạ để lên trên đi, nó hiện cái đèn nó chớp lên cái mình. Chắc ở dưới đây. 7 xuống hả? Ờ không phải. Chắc ở bên kia. Okay, cũng đẹp. Như vậy. Vậy chắc giờ mình chặt. Ờ, mình ra trong bài luôn. Vậy là bắt cả con đấy nè. Dạ, thôi cầm luôn, lát nữa đi bác. Thôi cứ cầm luôn đi. Đi trả tiền taxi luôn rồi. Hả? Mình không phải trả.